Bạn đang yêu, người yêu của bạn rất tuyệt vời. Đi đâu bạn cũng khoe với mọi người về cô ấy, trong vẻ mặt đầy tự hào và hãnh diện. Lúc nào bạn cũng trong cảm giác lâng lâng bay bổng, học không được, mà chơi cũng chẳng xong. Tâm trạng bạn bao giờ cũng hướng về cô ấy. Cho đến một ngày nọ, đó là vào một buổi sáng sớm lãng mạn, khi người yêu bạn gọi điện đánh thức bạn dậy như mọi ngày. Bạn nghe thấy tiếng thì thầm rất nhẹ nhàng và dịu dàng từ đầu dây bên kia. Anh à, chúng mình chia tay đi. Đối với những bạn mà xem đến đây vẫn chưa hiểu thì tóm lại là bạn vừa bị đá. Lý do thì nhiều vô kể. Có thể người yêu của bạn phát hiện ra bạn là gay, hoặc là cô ấy bắt gặp bạn đang nhìn trộm một em nữ sinh cấp 1, hay có thể là cô ấy đang có thai với thằng khác. Nhưng dù lý do có là gì đi nữa thì chia tay vẫn là điều mà chẳng ai muốn nhớ đến. Bởi vì nó rất là buồn ấy. Anh à, em có chuyện muốn nói. Sao em? Chúng mình chia tay đi. Bình tĩnh, thật bình tĩnh. Phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ lên. Phải mạnh mẽ lên. Đàn ông là phải nói không với nước mắt. Thoải mái, cho phải xoan. Ủa anh không sao chứ? Không không, anh không có sao cả. Không. Cảm ơn anh nhiều lắm. Thế nhé, gặp anh sau. Ừ thì bạn là đứa bị đá. Lẽ đời lúc nào đứa bị đá chả thê thảm và khốn nạn hơn. Bạn bè chúng nó khóc cho những đứa như bạn, chứ chẳng ai hơi đâu mà chúng nó khóc hộ cho những đứa đá bạn. Nhưng thật ra thì tình huống ngược lại, tức là kể cả bạn đi đá người khác thì cái việc chia tay nó cũng vẫn khốn nạn không kém. Em à, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì anh? Chuyện này nó hơi lằng nhằng với cả nó rất là khó nói. Anh nói nhanh mẹ lên, em còn đi làm móng tay đâu. Chia tay em ơi. Ờ thì chia tay. Thế nhá em đi. Ôi sao lại chia tay? Tại sao ạ? Anh đéo biết. Thế nhá. Ôi từ từ đã nào. Chia tay rồi, nhưng mà anh vẫn nợ em 50k. Nhớ dai vở lờ. Em à, em có biết rằng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm không? Chúng mình quay lại đi. Này thì quay lại này. Trả ngay 30 tiền. Thế nên nói tóm lại là chia tay chả có gì hay. Bởi vì nó rất là buồn ấy. Lời nói khác người khi đi ra đường là y như rằng bạn sẽ nhận được những ánh mắt soi mói và sẽ bị đem ra để bàn tán hoặc là để làm trò cười. Alo em à. Ừ, anh vừa chia tay con người yêu cũ rồi. Tối nay đi chơi nhá. Ừ, rồi rồi. Ok ok, thế nhá. Hình như máy quay vẫn bật.